Má, lửa ở trong biển này đúng là đã bị vô nhai tử dẫn động qua đây hết rồi. Wow, vô nhai tử là thiên tài của thủy linh điện đó. Thế này cũng được làm à? Trông cũng khá đơn giản nhỉ? Đùa nhau à? Nhiều người đang nhìn như thế. Điệu bộ thư thái này của ta cũng là giả vờ thôi. Ta kiệt sức từ lâu rồi. Xì, tinh hỏa mà người nói chính là thứ này à? Đúng, đây chính là thứ tinh hỏa của Kim Hải này. Vô nhai tử huynh quả nhiên lợi hại, không ngờ nháy mắt đã có thể dẫn động được. Ha, đương nhiên rồi, tiểu ra đây là... Chư vị cũng cùng giúp đỡ dẫn động tinh hỏa, giúp ta hồi phục thể lực đi. Lửa này có chứa sức mạnh rất đáng sợ. Dù ta có là long đạo cảnh thì chỉ cần chạm nhẹ vào sợi lửa đó cũng sẽ bị trọng thương. Không ngờ, xích mạng lão tổ lại trực tiếp nuốt vào bụng rồi. Xích mạng huynh, không ngờ huynh lại không sợ bị nó thiêu đốt. À, chuyện này à, máu di truyền của ta tự xưa tới nay nuốt trọn dòng máu hỏa mãng, trời sinh có thể nuốt lửa để bổ sung yêu nguyên. Chút lửa này không thành vấn đề. Hóa ra là thế, phệ hỏa mãng nhất mạnh, chữ ta đúng là đã từng thấy sách cổ nhắc tới. Không ngờ tên này lại có huyết mạch thượng cổ. Hỏa linh điện đúng là ngọa hổ tàng long. Xuất hiện, đây là Vũ Diễm tỷ tỷ, nhanh chóng hấp thu hỗn độn Kim Hải này đi. Nó giúp nhanh chóng nâng cao tu vi đó. Khỏi cần ngươi nói, ta cũng hấp thu rồi. Được. Chư vị, mong giúp đỡ nhiều hơn. Lửa kim sắc mà ta nuốt vào, thao túng bảo vệ hệ hỏa rất dễ dàng. Lúc đó mới có thể bảo vệ các vị chư hoàn. Chuyện nhỏ, không thành vấn đề, sao cho bọn ta là được. Ha ha, ấy, hoa văn này sao lại khó dịch chuyển thế? Trông hoa văn này đơn giản thế thôi, chứ thực chất nó lại huyền diệu vô cùng, rất phức tạp và uyên tâm đó. Với tu vi long đạo cảnh của chúng ta, muốn sử dụng nó cũng vô cùng tốn tinh lực. Xì. Hả? Đáng ghét. Có gì ghê gớm chứ? Nhìn ta đây. Ta cũng thế, dễ như trở bàn tay à? Xuất hiện. Tốt lắm, thêm chút nữa đi. Bảo khí có thể hoạt động rồi. Hoạt động rồi, nhưng chỉ một chút thôi. Mau, mau, tiếp sức, tiếp sức.